Làm sao để xác nhận đơn hàng hay là mình có thể nhắn tin trực tiếp cho khách hàng khi mà họ đã mua hàng đặt hàng của mình ở trên TikTok Shop, ví dụ như cái này của mình các bạn nhé. Bước đầu tiên thì các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng có tên là TikTok Seller như thế này các bạn nhé. Thì nếu mà trường hợp các bạn dùng cái điện thoại iPhone ấy thì các bạn hãy vào trong cái ứng dụng có tên là App Store này để mình tải cái TikTok Seller này. Còn những cái dòng điện thoại khác mà Android thì các bạn hãy vào trong cái ứng dụng có tên là CH Play để mình tải nhá. Đây ví dụ như là mình thử ở trên cái ứng dụng là App Store của iPhone này. Đấy. Rồi sau khi mà vào đây rồi nhá, ở trên cái ô tìm kiếm này thì các bạn gõ cho mình cái chữ đó là TikTok Seller các bạn nhá. Đấy, các bạn bấm cho mình TikTok Seller. Sau đó thì nó sẽ hiển thị lên một cái ứng dụng này, TikTok Seller quản lý cửa hàng bằng di động, thì các bạn tải cái này về cho mình nhá. Ở đây thì mình đã tải rồi nên là nó sẽ hiển thị chữ mở luôn, thì các bạn tải về cho mình. Sau khi mà các bạn đã tải cái ứng dụng đấy về rồi nhá, thì nó sẽ hiển thị lên trên màn hình như thế này này. Các bạn bấm vào cái ứng dụng cho mình nhá. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ bấm cho mình với chữ đăng nhập này. Ở đây thì các bạn hãy nhập cho mình cái số điện thoại mà mình đã đăng ký TikTok Shop các bạn nhá. Đấy, mình nhập cái số điện thoại đã đăng ký TikTok Shop này. Sau khi mà các bạn nhập số điện thoại xong thì các bạn bấm cho mình với chữ gửi mã này nhá. Nó sẽ gửi cho mình một cái mã xác minh về trên cái số điện thoại đấy và mình bấm vào là ok thôi. Ở đây thì nó làm một cái bước xác minh, thì các bạn chọn cho mình hai đối tượng có hình dạng giống nhau các bạn nhé. Thì các bạn nhìn xem là ở đâu nó có hình dạng giống nhau thì mình chọn vào là được. Có thể là kích thước to nhỏ hoặc màu sắc khác nhau đều được các bạn nhé. Đấy, mình bấm vào đây xác nhận này. Rồi đoạn này thì mình sẽ nhập mã vào các bạn nhé. Rồi sau khi mà các bạn nhập mã xong ấy thì nó sẽ đăng nhập trực tiếp cái TikTok Shop vào trong cái ứng dụng TikTok Seller như thế này nhá. Thì trong này nó sẽ hiển thị tất cả những cái đơn hàng hay tình trạng đơn hàng ở trong này. Thì ví dụ như ở đây mình đang có hai cái đơn hàng chưa vận chuyển này mà mình muốn xác nhận với khách hàng đúng không nhỉ? Thì các bạn bấm vào trong cái phần đấy nhá. Và các bạn thấy ở đây này, nó hiển thị tất cả những đơn hàng lên. Ví dụ như cái đơn hàng này của mình đúng không ạ? Thì các bạn bấm vào đây nhá. Rồi thì các bạn nhìn thấy ở đây này, nó có một cái chữ liên hệ này các bạn nhá. Thì các bạn bấm vào liên hệ. Đấy. Sau khi mà các bạn bấm vào chữ liên hệ ấy, thì nó sẽ hiển thị ra một cái hộp thư chat như thế này với khách hàng các bạn nhé. Thì mình có thể nhắn tin xác nhận đơn với khách hàng này, hay là các bạn có thể nhắn tin hỏi về cái tình trạng đơn hàng, hay là hỏi xem là khách hàng muốn mua thêm cái sản phẩm gì nữa không, thì mình có thể nhắn tin trực tiếp ở trong này các bạn nhé. Ở trên cái phần mà nhắn tin với khách hàng ở trên TikTok Shop như này các bạn nhé, thì các bạn chú ý cho mình là mình không được nhắn tin ví dụ như là mình hỏi hay là cho hai bên trao đổi về số điện thoại hay là tài khoản ngân hàng, tất cả những thông tin giao dịch thì mình tuyệt đối là mình không được trao đổi trên này nhá. Nếu mà các bạn trao đổi trên này thì họ sẽ khóa cái tính năng chat với khách hàng của các bạn ngay. Và trong này thì hoàn toàn là các bạn có thể là mình sẽ gửi hình ảnh, video hay là lịch sử đơn hàng lên trên này cho khách hàng đều được nhá. Hay là các bạn cũng có thể là mình hỏi xem là khách hàng có mua thêm những cái món hàng, những sản phẩm gì không, thì họ có thể vào trong shop của mình để họ mua các bạn nhé. Đó, thì đây nó chính là cách để mình nhắn tin với khách hàng ở trên TikTok hay là trên TikTok khi mà họ đã đặt đơn hàng, họ mua hàng của mình ở trên TikTok các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này hay thì đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè để chúng ta cùng học nhé. Chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.